hiểu diệu hòa. Gió thì ngào 77 tuổi, gió thì ngọt diệu phước là dân. 74 tuổi trần miền đường xa vạn dặm về đây lòng thành. Châu Minh Cường 51 tuổi, Lâm Thị Phụng còn tuổi 43, Hứa Hùng Cường 52 tuổi, Quỳnh Thị Liễu tuổi chẳng 50, Hứa Hùng Cường pháp danh Minh Hồng, Quỳnh Thị Liễu diệu dạng chân quan. Lập công bồi đức nguyên kỳ chân kinh ấn nghi tống ba gia tu hiền, chư linh ni tử gần xa tụ hội quyết một lòng trở lại đài mây. Ngưỡng trong mẹ ở Tây Đài, thương con mẹ chân lòng này thế gian. Tây Dương màu chân kinh lưu lại, để ban truyền nhân thế nghe cùng. Khuyên đời tu niệm chân kinh, minh duyên huệ nhận góp trong tu hiền. Đêm trong trăng trăng trong như lọc, nghe tiếng con mẹ phúc chánh lòng. Bởi con thương mến bụi hồng, nên con tắt mẹ rụng rụng ra đi. Tưởng ra đi mãn kỳ trở lại, nào về con chẳng nghĩ đôi chẳng hoài. Ra đi mẹ dặn một hai phải tránh trong gai cuộc đời. Dặn con phải giữ lời sao trước, bước hồng trần là nước quỷ ma. Dặn con chớ khá ta bàm, dặn con khá kê cả mãi mê. Dặn con nhớ cảnh quê làm trong, dặn con thường để bụng nằm lòng, rằng loài ma quỷ phải phòng, rằng loài lưỡi mối nọc ngông phải ngừa. Dặn con sớm kể chiều kinh, dặn con đừng bê trễ công trình. Dặn con mẹ dặn đinh ninh, dặn con phải giữ phải gìn tâm thân. Dặn con biết mấy lần trăm.
cánh cồng mà con đành rẻ rúng ta lời khuyên, con đành gây cuộc khi nào phiền, con đành gây cuộc trần duyên đau lòng. Nay con thăm bảy dòng cắn xe, con ơi đành nhớ mẹ sao con. Con ơi lòng mẹ héo hon, con ơi thân mẹ vì con hao gầy. Rày con được ơn thầy cứu đò, đem con về phải chỗ phải nơi. Khuyên con dạy phải nghe lời, khuyên con chớ cá giỡn chơi ích gì. Đừng sao lãng những lời mẹ răn. Này lời mẹ ân cần nhắc nhở, thấy con thơ mẹ ứa đôi hàng. Thương con trước chiều đàn con ơi phần gái gian nan nào nề, thương con gánh nhiều bề cay đắng, thương con dầm lửa nắng được sương. Con ơi phần gái đỏ trường, con ơi phần gái trai tương mới thành. Tôi phải biết việc làm việc giờ, tôi chưa lòng bảy lữ ba lo. Thầy đã sao trước đây dặn do, thầy đã chân sẵn thiết tơ đò lý chân. Đò lý chân chủ nhân đã chọn, chân qua đò khỏi tốn khỏi ao. Tại người uống ngã lưỡi khô môi hại mình, chữ một giả kinh thành làm trước, lòng đừng lo quả phước khi có không. Có không là luật khi công, cũng tại nơi.
Gốc rễ của
con. Đừng dòng tưởng phân son là sạch, son phân y làm chân bách đã phải luôn. Mấy ai rồi hỏi thô, mấy ai ngồi kiểu lấy dù che thân. Đừng dòng tưởng cơ bận là nhục, cơ bận là chánh gốc mọi con. Lúc xanh đỏ lối một hòn, lúc về có kể giật chốn những gì. Con phải nhớ lúc đi thầy dặn, đừng sai, đừng lo phú quý trong gai, phải cho xứng y đáng tam tài mới sinh. Càng lòng
Đừng nghe kẻ mượn màu đại đại.
gần thầy mới rõ quyền công thế nào. Con phải biết đạo đòi tối thượng, đừng để lòng hờ hững sự sâu xé.
lời ngon tiếng ngọt như đường. Nếu con nhẹ dạ mắt lường uống quan, con phải đến đi đạo tràng chân lý mới không còn có quỷ nơi tâm. Phần nhi nữ ngọc
sợ luân hồi làm nên nợ vô minh. Muốn cho công được viên thành thì con khá ráng học hành cho thông. Xóm mi nói trưa năm còn
kinh này mới được ra có ngày đoàn viên. Cơ quả phước nhãn tiền mấy lát cũng đều do khổ lạc chẳng tường. Khổ kia ai tạo mà dương, lạc này ai bỏ ai chuộng lại chê. Phải xét kỹ rõ bề khổ lạc, khổ tại đâu mình chắc vào mình. Tại mình nuôi cái vô minh, vô minh nào phải trời sinh mà ngờ. Kìa đuốc để ánh này bờ chân ly, thầy đã khai rồi chỉ đường ngay. Thiền nghiêng sống ngược phải hoài đừng khoe mạnh bảo rủi tay lái lèo. Người trí thức coi dèo thời thế chớ hững hờ lòng kế tinh ranh. Con ơi phận gái mỏng manh, thương con mẹ chỉ mỏi manh con tường. Đêm đã càng mẹ càng than thở, bỏ bánh đi phàm xem chờ nhắm em. Đào vườn gió thành sống em, con nào bên đây đào phải tìm đường chân. Biết sao kể nguồn cơn sao trước, ham tự do con vượt ra đi. Trẻ hối ngộ mẹ mừng cho trẻ, ráng lo tu kẻo trễ thời kỳ gặp thời. Con hài quy y càng cho biết lễ biết nghi mới.
Còn phải
thiện duyên mới gặp, gặp thiện duyên ráng tập ấy mà làm, làm thì nhất đức nhất tâm, nhất tâm nhất đức mẹ chăm nom liền. Thầy đã dạy mười khuyên ráng giữ, lại lắm khi nhắc nhở trăm điều khuyên con tâm huệ ráng khiêu, ráng khiêu cho tỏ đặng theo mới màu. Bề cứ sự sòng nâu đạm bạc, chớ kêu đòi đài cát trăm anh, trăm anh để gọi gái lành, trăm anh nào phải xưa sang bề ngoài. Mẹ dạy con chẳng nài lao khổ, tâm phàm khuyên ráng y bỏ ráng trường, ráng đem lại tánh trời xưa. Ngọc kinh xóm y bước đi chờ trưa về chầu, đuốc chân ly lào lào thầy rồi, nơi trung ương đặng gọi các con. Bọn vàng sông lệ nên bọn tìm châu tìm ngọc, nón con đơn tìm cây mát mẹ có chim khôn đầu, kẻ hiền lành nói dấu từ bi, từ bi bác ái thầy ghi, từ bi bác ái tam kỳ giả gian. Mẹ đã dựng nền vàng bán ngọc, con biết ta lo săn sóc ngày đêm, ân cần mật thước đừng sai, thì con sẽ được dày đầy ơn trên. Mở màn chưa khỏi lì phồn qua, chưa biết thiên niên thân tinh sắp nhà, cải hạnh đố ngươi về lập thử, tháng sau sẽ đến trước trình ta. Phiền thiện khai đất cơ đạo màn tiên trở về, ngày nay bút ra ngọc giữa kề phòng loan sư lệ trọn bề phân quang, phân cùng thiện tính gần xa tỏ ra huynh đệ ba gia xa gần. Kể từ mình thật sát trần, nhờ công tu niệm giữa gần.
gần mẹ cha. Ngày nay giải thoát ta nơi hà, hồn linh nơi đất cơ đạo màng qua thanh nhàn. Bền tâm đạo lý quy hoàng, cung vàng là cửa mới nhàn thiên tâm. Đừng mê quân hạ sai lầm, tình đi đặng có kiếm tầm là sống. Nhớ thôi lì nhỏ tuôn dòng, hồn linh đi đắc cơ đạo mà lòng không vui. Muốn sao con mẹ vui rồi, tịnh tâm dưỡng tâm trao dồi đạo tiên. Kỳ tam sẵn có con thiền, hoàng nhung lãnh ni đạo cần chuyên đợi chờ. Thiền khai nay dẹt sương mờ, còn trên bát cơ phẩm màn cơ giáo quyền. Chúng y lo hoàng lễ kim thiền, trước đưa con mẹ qua miền gió đông. Thiền khai hoàng lễ nhung hồng, đồng tâm lấy mạnh thuyền rồng biển khơi. Biết rằng mẹ đất cha trời ráng lo tu sửa cho đời mẹ vui. Đại tiên cha mẹ ngắm ngồi, cho nên bác phẩm sụt rồi thăm ân. Thở vàng đại phẩm lì sầu, chung mấy lo đạo lý màng cháu mẹ lành. Hoàng dung mấy lành đạo nam thành, con đây sư lễ thiền thanh đang sầu. Đôi lời bác nghi phẩm cung lầu, khuyên trong con mẹ dỗ cầu tỉnh mê. Kỳ tam tiên thánh giữa kề, không lo tánh ngây ngộ đặng về hư không. Lầu tiên mẹ thổ huyết hồng, nữ nam con mẹ sao không trở về. Sông trần là chốn biển mê, sao không theo mẹ nhàn quê phản hồi. Nhờ công bội trước ta trao dồi, 20 lập lợi được ngồi tòa liên. Đại tiên Trương Ngọc niệm ngà, ai dâng lời dạy mẹ cha ban hiền. Bye.
trần mê là chỗ luân trầm, sang tu trở lại lầu lam bể sông. Lòng mê chi chỗ bụi hồng, phú lợi bà mẹ thiên sòng phân quang. Thank you.